Trung Quốc, mưa lũ lớn tấn công Hồ Bắc, hàng chục người không qua khỏi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, mưa lũ tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã khiến 21 người không qua khỏi, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán gần 6.000 hộ dân. Lũ lụt còn phá hủy 2.700 ngôi nhà, khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Chính phủ Trung Quốc đã điều động các đội cứu hộ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có Tô Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Tại Nghi Thành, Tương Dương, Hồ Bắc, cơ quan chức năng đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400mm hôm 12 tháng 8. Theo giới chức địa phương, 774 hồ chứa ở Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ lụt vào đêm 12 tháng 8. Trên toàn tỉnh, thời tiết cực đoan gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, phá hoại 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu. Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của Hồ Bắc cho biết, tổng thiệt hại ước tính 16,67 triệu đô. Vào mùa hè hàng năm, nhiều địa phương Trung Quốc thường xuyên hứng chịu những đợt lũ lớn. Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gia tăng do biến đổi khí hậu. Cuối tuần trước, khoảng 80.000 người dân đã sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc do xuất hiện nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Hồi tháng 7, mưa lớn kỷ lục ở Hà Nam cũng gây ra đợt lũ nghìn năm có một, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người ngay tại thủ phủ Trịnh Châu. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn có khả năng kéo dài sang đến tuần sau, các lưu vực dọc sông Dương Tử nhiều khả năng bị ngập lụt. Đêm 12 tháng 8, Bắc Kinh cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các đợt thay đổi địa chất lớn, trong đó có những khu vực ở miền Trung, miền Tây Nam và vùng ven biển phía Đông tiềm ẩn nhiều rủi ro.